Chào các bạn, chúng ta gặp nhau ở trong cái phần 3. Và phần 3 này của chúng ta, như mình đã giới thiệu trước đó với các bạn, phần 3 này của chúng ta có chủ đề là chiến lược cho cái phần thi nghe của chúng ta. Vậy thì các bạn nghĩ xem rằng trong cái phần thi nghe này của chúng ta cần phải đưa ra những chiến lược như thế nào? Đầu tiên là chúng ta sẽ nói về cấu trúc của đề thi. Và các bạn nhớ xem rằng đề thi nói của chúng ta có bao nhiêu câu? Đề thi nói của chúng ta có 50 câu và mỗi một câu là 2 điểm, cho nên nó mới tổng cộng là 100 điểm, đúng không các bạn? Vậy thì tiếp theo thì chúng ta sẽ đặt ra một câu hỏi nữa rằng làm như thế nào trong một cái bài thi như thế mà có thể phân ra làm 4 cấp, cấp 3, cấp 4, cấp 5 và cấp 6. Đương nhiên rằng nội dung cái trình độ khó của mỗi câu càng về sau thì nó sẽ càng khó hơn, đúng rồi các bạn. Và trong cái thời gian 50 câu này chúng ta sẽ làm trong 60 phút, thường thì nó sẽ là 58 đến 60 phút gì đó. Và cho nên là chúng ta biết được rằng đây là cái thời gian mà chúng ta không thể điều khiển được nó rồi, tại vì nó đi theo cái ghi âm, đúng không? Và tiếp theo đó thì chúng ta sẽ nói rằng như vậy thì chia như thế nào ở trong 50 câu này. Đầu tiên là từ câu 1 đến câu 20 thì đây chính là cái phần trung cấp. Và các bạn nhớ, khi mà chúng ta luyện thi nghe thì các bạn nhớ từ câu 1 đến câu 20 nó được nói, nó được ghi âm trong mấy lần? Chỉ có một lần thôi. Khi mà chúng ta nghe ở trong cái phần này, chúng ta chỉ được nghe một lần mà thôi. Cho nên chúng ta phải tập trung. Chúng ta phải tập trung nghe từ câu 1 đến câu 20 chỉ có một lần duy nhất mà thôi. Và đây là những cái nội dung mà nó được đưa ra ở trong cái phần này. Và như các bạn đã thường hay biết, đúng không? Đầu tiên là hình, có hình ảnh và chúng ta nghe và chúng ta lựa hình đúng. Và sau đó thì là hai người nói chuyện với nhau và tiếp theo thì người nam hoặc người nữ họ sẽ nói gì và chúng ta sẽ lựa cái câu đúng đó. Và thường thì hai người, để tiếp theo cái phần 3 có nghĩa là người nữ và người nam nói chuyện và sau khi mà người nam đưa ra ý kiến thì người nữ sẽ làm gì và chúng ta sẽ tìm đó cái hành động của người nữ. Và tiếp theo là cái nội dung, họ nói một cái nội dung thật dài và trong cái nội dung đó thì chúng ta tìm câu đúng. Và sau đó là cái người nam suy nghĩ trọng tâm cái suy nghĩ của người nam là gì ở trong cái nội dung họ nói chuyện. Vậy thì đây chính là 5 phần mà chúng ta phải nghe và chỉ trong một lần mà thôi. Và bây giờ các bạn nhớ ha, các bạn ha, từ câu 1 đến câu 20 chúng ta chỉ nghe được một lần. Vậy thì từ câu 21 đến câu 50 nó sẽ là phần thi của cao cấp. Nó là phần thi của cao cấp và được nghe mấy lần các bạn? 2 lần. Chúng ta sẽ được nghe 2 lần. Vậy thì cái nội dung chính ở trong cái phần thi từ câu 21 này của chúng ta chủ yếu là những nội dung như thế nào? Đầu tiên đó chính là chúng ta chọn đúng cái nội dung trọng tâm. Và sau đó thì chúng ta sẽ tìm cái câu có điểm giống ở trong cái nội dung mà chúng ta vừa nghe. Và sau đó thì cái hành động mà cái người kia sẽ làm tiếp sau đó là như thế nào? Và cái nội dung thứ tư mà thường hay ra ở trong cái bài thi nghe này đó chính là chúng ta tìm cái nội dung mà chúng ta vừa nghe đó thì nó mang nội dung ý nghĩa như thế nào. Và sau đó thì cái người hội thoại, cái đoạn văn vừa nghe đó có thái độ như thế nào, có suy nghĩ trọng tâm như thế nào. Và đây chính là những cái loạt câu thường hay đưa ra ở trong cái phần thi nghe cao cấp này của chúng ta. Vậy thì để có thể làm tốt được những cái phần thi này thì chúng ta cần phải làm như thế nào? Trong lúc mà các bạn luyện thi thì các bạn đã đưa cho mình những cái cách học, những cái cách giải quyết bài và mình tin chắc rằng các bạn đang làm rất là tốt. Và đây chính là những cái điều mà mình đã rút ra được kết luận sau khi mà mình học thi topic và mình muốn chia sẻ lại. Và nếu mà các bạn cảm thấy đúng thì các bạn có thể làm theo, và các bạn cảm thấy rằng vẫn còn thiếu sót gì đó thì các bạn hãy bổ sung cho mình ha. Và cái điều mà mình muốn nói với các bạn ở đây là khi mà chúng ta làm bài thi nghe thì bởi vì chúng ta chỉ được nghe một lần hoặc hai lần cho nên chúng ta không thể bỏ sót bất cứ một thông tin nào cả. Không thể bỏ sót thì phải tập trung. Chúng ta phải tập trung nghe để chúng ta không bỏ sót bất cứ một cái điều gì cả ở trong cái bài nghe đó. Và sau khi mà chúng ta đã cố gắng tập trung rồi thì tiếp theo sau đó chúng ta cần phải làm nữa là chúng ta phải xem nhanh câu hỏi. Như các bạn
thấy trong bài thi nghe chúng ta luyện tập thường ngày thì các sau mỗi một câu nghe chúng ta sẽ thấy cái khoảng trống đúng không các bạn? Và cái khoảng trống đó chính là chúng ta lợi dụng khoảng trống đó chúng ta xem nội dung của câu sau để khi mà chúng ta nghe câu sau thì chúng ta sẽ biết được ở mức độ nào đó nó đang muốn nói về điều gì. Và sau đó thì chúng ta phải quyết định nhanh để chuyển sang câu tiếp theo. Bởi vì sao? Ở đây là cái bí quyết dành cho câu cao cấp. Tại vì mỗi một câu cao cấp thì chúng ta sẽ thấy rằng trong một bài nghe nó đọc 2 lần và mỗi một lần như vậy thì nó có mấy câu hỏi, các bạn có 2 câu hỏi ở trong cái bài nghe đó. Vậy thì chúng ta phải nghe nhanh câu hỏi, chúng ta phải nghe, chúng ta phải đọc trước đó thì chúng ta phải đọc cái câu hỏi 1 rồi đúng không? Và sau đó thì chúng ta sẽ quyết định đánh dấu câu 1. Và cái lần nghe thứ hai của chúng ta là gì các bạn? Cái lần nghe thứ hai của chúng ta là chúng ta xác nhận lại nội dung mà chúng ta đã nghe trước đó. Bởi vì sao? Theo như kinh nghiệm của mình thì hầu hết tất cả những câu thứ hai nó đều là đúng hay là không đúng với nội dung mà bạn đã nghe. Cho nên cái lần nghe thứ hai của những câu thi cao cấp là dành cho các bạn có thể kiểm tra lại thông tin mà mình đã nghe trước đó để quyết định chính xác câu hỏi, câu đáp sau khi mà mình đã nghe xong lần hai, phải đánh dấu ngay. Và cái thời gian tiếp theo đó, trong cái thời gian nghỉ tiếp theo đó thì chúng ta sẽ làm gì? Đúng rồi, chúng ta đọc tiếp câu hỏi ở phía sau cái phần tiếp theo đó của chúng ta. Cho nên là chúng ta đừng bao giờ bỏ lỡ thời gian. Và nếu như mà các bạn chậm một nhịp thì phải làm như thế nào? Chúng ta bỏ cái câu đó và chúng ta sẽ quay trở lại và chúng ta sẽ đoán theo như những gì chúng ta nhớ trong cái phần mà chúng ta đã nghe để chúng ta đánh câu đó. Chứ chúng ta đừng để bỏ lỡ một nhịp rồi và chúng ta sẽ bỏ lỡ tất cả các nhịp khác của bài thi nghe là không được. Cho nên nếu như các bạn đã nghe không được một lần thì các bạn nên bỏ câu đó và các bạn đợi câu sau. Các bạn lợi dụng cái thời gian đó để các bạn lợi dụng thời gian đợi để các bạn đọc cái nội dung câu hỏi của câu sau để chúng ta làm tốt những câu còn lại. Và cho nên là chúng ta phải thực sự bình tĩnh, thật sự tập trung và chúng ta đừng bỏ lỡ bất cứ một giây phút thừa nào cả. Những cái giây phút đợi mà nó không đọc, đó chính là những giây phút mà chúng ta cần phải đọc đề thi. Và sau khi chúng ta đọc đề thi, chúng ta nghe thì chúng ta phải đọc bút, viết câu trả lời, đánh dấu câu trả lời và tiếp theo là chúng ta xác nhận lại cái nội dung mà chúng ta đã đọc trong những cái câu 21, từ câu 21 đến câu 50. Và đây chính là cái phần mà mình muốn nhắc nhở các bạn, chúng ta đừng bỏ lỡ, tập trung để chúng ta làm tốt bài thi nghe của chúng ta. Và chúc các bạn thành công trong cái bài thi nghe của các bạn. Chúng ta hẹn gặp lại trong loạt bài thứ tư của chúng ta nhé. Cảm ơn như ta.